Chào mừng bà con quay trở lại chương trình Mỗi Ngày Một Video của công ty Takeo Việt Nam. Hôm nay xin mời quý bà con theo chân kỹ thuật viên đi bàn giao máy băm đa năng Takeo TK300 băm cây mía chào bò. Máy băm đa năng Takeo TK300 băm cây mía, băm rơm, băm cỏ voi, nghiền các loại hạt ngũ cốc là dòng máy hoàn hảo hỗ trợ nhà nông chăn nuôi hiệu quả. Cây mía, cỏ voi, cây bắp là một trong những nguyên liệu phổ biến dùng để chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, để sử dụng loại nguyên liệu này một cách tốt nhất, bà con cần phải thái nhỏ, băm nát. Trước đây khi chưa có máy móc thiết thị hỗ trợ, thì các hộ gia đình phải dùng phương pháp thủ công bằng dao băm nhỏ. Nhưng hiện nay công ty Takeo Việt Nam đã cho ra đời dòng máy băm cây mía, cỏ voi Takeo TK300 vô cùng tiện lợi, giúp người nông dân tiết kiệm được khá nhiều thời gian và chi phí lao động. Máy băm mía cỏ voi Takeo TK300 được chế tạo bởi hãng Takeo, có tính năng băm nhỏ nguyên liệu, cho năng suất vượt trội, các sản phẩm đầu ra nhỏ đều, giúp vật nuôi như trâu bò dễ dàng hấp thu, chống lớn. Máy phù hợp với quy mô chăn nuôi vừa và nhỏ, sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.